Đấy. Anh em cố gắng là mua cái loại bón bộ nhỏ nhỏ như thế này này. Nó thuần. Đó. Rất là thuần. Này. Loại này nó biết tự mổ rồi đây này, diều có diều rồi. Đấy. Một số anh em ở trên diễn đàn cứ muốn nuôi chim sinh sản thì Thao chim cô gái chia sẻ với các bác là các bác muốn nuôi chim sinh sản ấy, cái yếu tố đầu tiên là các bạn phải gột chim từ nhỏ. Gột có chim có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là thường chim nó nở ra khoảng 7 ngày đến 10 ngày là các bạn nên bắt ra cho nó mồ côi bố mẹ từ nhỏ như thế này, nó thuần như thế này đó. Thì các bạn có thể gột đến khoảng 5 đôi, 10 đôi. Sau khoảng tầm 8 tháng là các bạn có một cái dàn bố mẹ hết sức là ưng ý. Bởi vì những con chim gột này là cái sức đẻ của nó rất tốt, nó không như ngoài chim và thiên nhiên. Một năm nó có thể cho ra hàng chục nứa nếu như các bạn kết hợp với vú nuôi. Đấy, thì còn nếu mà các bạn bắt chim rừng các bạn về ghép hoặc là các bạn nuôi cái giai đoạn những cái bọn chim mà nó mẹ nó nuôi cho lông đuôi nó dài khoảng 4 cm bắt đầu nó mới biết ăn, các bạn mang ra nuôi như thế là cái tiềm thức của nó vẫn có cái bản năng là nó không gần người từ nhỏ, nó vẫn nhát người. Chính vì vậy tôi muốn chia sẻ clip này để cho các bác biết là các bác đã xác định nuôi chim sinh sản thì các bạn phải gột hoặc là các bạn nhờ chúng tôi cũng gột bón như thế này. Tôi bán cho các bạn đấy, nó biết mổ hẳn hoi rồi tôi mới bán cho các bạn. Thì các bạn nuôi sau một thời gian thì nó đẻ thì các bạn có thể mua 400 ngàn một cái cặp vú nuôi của chúng tôi. Thì cái công thức này nó là cái công thức để nuôi chim cu gáy sinh sản. Đấy, tất nhiên chúng tôi nuôi nhiều thì sẽ không sao, nhưng các bạn nuôi ít thì các bạn có thể có một vài nứa ra các bạn có thể biếu tặng cho hoặc là kỷ niệm bạn bè hoặc là nó cứ lúc nhúc ở trong gia đình. Một trong những yếu tố mà tôi đi vào gây dựng vườn trại chim sinh sản đã đến giờ này tôi đã đúc rút ra một kinh nghiệm mà trên cái video này một số anh em là cũng băn khoăn, sáng nay cũng sáng sớm mà tôi chia sẻ với các bác như vậy. Cái công thức nó đã bắt buộc các bạn phải dùng vú nuôi. Đấy, chim Nhật nó có vệt đen ở cổ màu xám ấy. Còn chim trắng tinh mà mắt nó đỏ là chim Pháp. Còn một số những cái trường hợp là chim trắng tinh nhưng mắt nó đen xì đấy là chim Thái. Đó. Thì các bạn nên nhớ là các bạn cứ chơi cùng chim cu ta bình thường như này này. Cu cườm, cu đất mình như này. Đấy. Thế giờ là các bạn gột hoặc là nhờ chúng tôi gột. Từ lúc còn nằm ổ nó tòe nông sim, tòe nông măng và các bạn đưa tay vào nó phải nhau như thế này. Và các bạn phải để từ lúc này cho đến lúc bắt đầu hơi nốt cườm có nghĩa là 2 tháng tuổi. Nó đã gần người, tiềm thức nó như này. Những con chim này thường là nó ra là nó sẽ không biết tự kiếm ăn. Và mình nó đói là mình có thể là gọi nó xuống hoặc là nó gần đến người là mình có thể bắt lại được. Nó không bị mất chim. Hai nữa là nó được nuôi từ nhỏ thức ăn đầy đủ, con chim nó đẫy. Và cái khả năng gần người nó cao, nên ra là nó không bỏ trứng bỏ con. Đấy, cái hiệu suất sinh sản nếu như các bạn kết hợp mấy vú nuôi nữa thì tôi nghĩ là một năm là nó ra được rất nhiều đôi. Nó phụ thuộc vào kỹ thuật nuôi của từng người. Chuồng trại nó có đảm bảo về không gian, nó có đảm bảo về mọi vấn đề rắn chuột nó có phá phách không. Đấy. Thì cơ bản là trên cái kênh của tôi Chim Cu Gáy Hay, trên YouTube và trên Facebook thì cũng có chia sẻ rất nhiều những cái chủ đề, những cái bài thuốc, những cái kinh nghiệm. Các bạn có thể gọi cho tôi qua cái số điện thoại là 0163530982 cũng như là cái số mà tôi đăng ký Zalo bằng số trên. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một buổi sáng thật là khoan thai, minh mẫn bởi những tiếng chim gáy của mình. Đó, thì bây giờ mình cũng xin phép mình phải xuống trang trại ở phía sau để theo dõi xem là tình hình, sức khỏe, rồi cho ăn, cho uống, chăm sóc. Đấy. Đây là đạn, cây đa này thì nó nhỉnh hơn một chút. Đó. Những loại này thì thực ra mình vẫn vừa bón, mình vừa cho nó ăn đấy, để cho nó cứng.
này là em khách lũa rồi. Em này em khách lũa rồi các bác nhé. Cườm rất là ok, đồ sộ. Chân rất đỏ, móng vảy rất là thẳng hàng. Đấy. Còn cái mẫu chim này là cái chim bố mẹ rất là đẹp này. Con này là con mái các bạn nhé. Con này con chim mái rất là thuần và rất là đẹp. Đó, các bạn đơn con này là mình đang để ra đây để mình chăm sóc, để mình ghép. Mình có một con trống hay, mình có con mái này là mái thổ mà nó thuần. Loại này là loại nuôi từ nhỏ rất thuần các bác nhé. Nó thì quý vị các bạn có nhu cầu mua những chú chim khách, những chú chim mồi, những chú chim giả đấu, hoặc những chú chim theo những cái lứa tuổi non hoặc đang bón vẫn còn nằm ổ, hoặc các bạn mua trứng chim, hoặc các bạn mua những cặp chim bánh tẻ, hoặc là đã hậu bị chuẩn bị sinh sản hoặc sinh sản rồi, đặc biệt là chú chim cu gáy ta, hoặc là chim cu gáy Thái cũng chú gáy Nhật vú nuôi. Bây giờ mình đang áp cho anh em là cái đơn giá là 400.000 những đôi bố mẹ đang sinh sản đó. Còn những đôi chim non thì các bạn có thể liên hệ thẳng cho mình, tại vì cái đơn giá nó phụ thuộc vào cái tiêu chuẩn của các bạn đó, nên các bạn tôi sẽ tư vấn còn các bạn cụ thể qua điện thoại. Còn chim vú nuôi thì nó không có cái tiêu chuẩn gì cụ thể ngoài cái việc là nó đẻ và nuôi con rất là tốt, đấy là tốt. Thì các bạn có thể liên hệ cho Thao chim cu gáy 0163 530 9982. Tiện đây cũng xin giới thiệu với các bạn là hai em Phượng Hoàng nửa đó, đã được cột nuôi từ nhỏ đấy. Các bạn thấy là nó rất là thuần. Cái con chim kia là lông đuôi nó dài khoảng tầm 30 cm đấy, các bạn thấy là nó rất là thuần đó. Nó hót buổi sáng rất hay kêu đấy. Anh em nào thích cái loại mỏ đỏ chân đỏ này, nó ăn cám rất là ok các bạn nhé. Không phải cho ăn cái gì, các bạn chỉ ăn cám thỉnh thoảng cho nó tí thịt mồi tươi, thịt nạc, thạch thùng hay là côn trùng gì đấy cũng được. Nhưng về cơ bản là mình không có điều kiện có mồi tươi thì nó ăn cám vẫn ok. Đấy, các bạn thấy là nó rất là, hai con này nó rất là nghịch. Đấy, hai con rất là nghịch các bạn nhé. Tôi sẽ để quay gần lại một chút để các bạn thấy được là những chú chim Phượng Hoàng. Ở đây thì nó thuộc về đồi rừng, nên ra chúng tôi bắt ổ hoặc là chúng tôi bẫy được những con này là cũng thỉnh thoảng là cũng có. Anh em nào thích cái loại này, ở đây chúng tôi gọi là con Phượng Hoàng lửa hoặc là con Phượng Hoàng đất. Về cơ bản này nó cũng kêu cũng hót. Kích thước của nó thì nó cũng như là con sáo đó, chân đỏ, mỏ đỏ rất đẹp. Đấy. Mà mình đã nuôi nó và nó ăn cám rất tốt rồi. Đó. Các bạn thấy là nó ăn cám rất tốt. Đây này, cám của nó đây. Đấy. Ăn cỏ, uống nước này. Đấy. Về cơ bản là như vậy. Cảm ơn các bạn nha. Chúc các bạn một buổi sáng thật là vui vẻ. Một ngày chủ nhật thật là bổ ích.